con kiếm bây giờ đó chứ con. Rồi, tao tới rồi. Giám đốc tới đó. Mình cũng tới giờ, kiếm rồi thằng kia nó bạn nó đó. Sao có gì ngon cho tôi ăn chứ? Vô ngồi đi. Không có gì ngon, chỉ có một cái thùng lon đấy. Không có gì ngon, chỉ có một cái thùng lon thôi. Vậy hả? Thùng lon gì chứ? Lon bia. Bia rồi đó. Đồ đặc sản Tiger luôn. Thầy không có mua được sữa gì hả? Không có sữa rồi chứ. Đâu, có 3 chiếc hết rồi. Ăn quyền đâu? Ăn chứ cũng bia luôn á. Ăn quyền đâu? Quyền chứ bia mà. Cũng bia đâu phải không? Mình đi uống chơi đi. Con rượu nhiều ba lâu về được. Dạ. Ba lâu uống lại cho cường luôn á. Còn gì nữa? Mấy rồi.